Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây thuộc ấp Nam Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Ngày hôm nay tôi lên đây tôi làm cũng mấy sản phẩm về cái ấp Nam Đô này. Ấp Nam Đô là một ấp tới đây là khá là phát triển vì rất là nhiều con đường đang triển khai anh chị ha. Giá đất cũng vẫn còn là thấp so với mặt bằng chung ở những xã như Tân Hưng, rồi những xã như là Tân Lợi, Tân Hòa anh chị ạ. Dưới đấy thì sát khu nghiệp Becamex Đồng Phú thì mua dưới đấy thì là nó tốt đấy, nó tốt đấy, nó gần đấy. Nhưng mà để sau này để phục vụ cho thương mại thôi, chứ còn nếu mà đầu tư thời điểm này thì cái sinh lời không còn cao nữa. Thì thời gian gần đây thì nhà đầu tư người ta dịch chuyển lên xã Tân Phước, rồi dịch chuyển lên khu Nam Đô này khá là nhiều. Thì ngày hôm nay tôi cũng giới thiệu cho anh chị một sản phẩm ở trên ấp Nam Đô, chỉ cách cụm công nghiệp Tân Phước, cách đường Tạo Lực khoảng 2 cây, cách đường 26m 150m, cách đường 32, cách đường DT753B. Những con đường này đường mới hoàn toàn anh chị ha. Là đang làm khoảng 2 cây 7 cây 8 số anh chị nhá. Về thành phố Hồ Chí Minh 120 130, về Phú Giáo Bình Dương khoảng 20 cây, về khu công nghiệp Becamex Đồng Phú khoảng 7 8 cây. Tôi chia sẻ thế để cho anh chị hình dung là cái đất này nó khoảng cách như thế nào. Rồi, cái miếng đất trước mặt là miếng 369 cao su có 100m mặt đường. Nó bắt đầu từ cái cây chuối này này. Đó, cây chuối đó anh chị thấy không? Đấy, hàng cây dại đó. Chạy tút sang bên kia luôn. Đất này có hai mặt đường nhá. Cái mặt đường tôi đang đi đây là được khoảng 100m mặt đường. Bên hông nó được khoảng hơn 20m nữa. Đó, đây. Tôi quay là phải quay chi tiết luôn. Đó, anh chị thấy không? Đất ở Bình Phước của chúng ta, người dân thì người ta hay đào cái bờ mương này. Đào bờ mương này cộng thêm trồng mấy cây dại này. Đó, để phân biệt giữa đất nhà ông và đất nhà hàng xóm anh chị ha. Ba sào này 100m mặt, 369, xin lỗi, 369 nha anh chị nhá. 369 với ba sào đâu, có cây cao su này. Anh chị nào muốn có một cái mảnh vườn nho nhỏ mà có nhiều mặt đường thì cái mảnh vườn này là một sự lựa chọn này. Từ đây ra cái nhà dân gần nhất ở đây khoảng 200m. Đó, và trên đường 26 kia người ta lên được thổ cư rồi anh chị nhá. Cái miếng này cũng khả quan đấy anh chị ạ. Mua vào trong thời điểm này chứ sang năm mà đường Tạo Lực mà nó khởi động, cụm công nghiệp Tân Phước mà nó làm thì cái giá trị nó phải khác. Tôi không nói gì cho xa, sang năm nó làm đường 26 rồi đó. Đường 26 mà nó làm thì chắc chắn đường 26 cách cái chỗ vị trí đứng đây khoảng 150m thôi, nó sẽ có sức lan tỏa. Nó có sức lan tỏa. Từ giờ đến cuối năm thì giá nó đã khác rồi anh chị ha. Tận dụng có cái nhà ở luôn này. Đó, anh chị thấy không? Cái này á, cái miếng này mà vì cái đầu đường trên nó người ta được lên thổ cư rồi. Đó, có thể là trong tương lai ở đây người ta cũng cấp thổ cư. Cái miếng này mà cấp thổ cư thì anh chị mua thời điểm này, sau này mà nó được cấp thổ cư ở đây tuyệt vời luôn anh chị ạ. 100m mặt đường này chứ không ít đâu nhá. 100m mặt đường này cộng thêm hơn 2m mặt đường bên kia, anh chị thấy không? Thì cái hậu này, hậu vừa đẹp luôn. Từ cây này vào đó, đó vừa đẹp. Nếu mà có thổ cư là vừa đẹp luôn đấy. Để cắt một lô đấy anh chị ạ. Đấy, còn tuy nhiên thì tôi đang quay cho anh chị xem đây, tôi giới thiệu về đất xào, đất mẫu thôi anh chị nhá. 369 ấy anh chị ha. Anh chị thấy không? Mua vào thì được thôi anh chị nhá, gần mà, không xa đâu. Đó, không xa. Tôi đang nói kêu bà chủ bà ấy gạt từ ngoài kia cả. Gạt từ ngoài đầu đường á, gạt phát theo cái mặt đường bà ấy đi vào đây. Tôi chỉ gạt cái thôi, tác động vật lý thôi. À, là cái giá trị nó đã khác rồi anh chị ạ. Ở đây ông chủ ngày xưa ông có đào cái giếng này, anh chị thấy không? Ngày xưa còn dùng, anh chị nào mà lớn lớn tuổi chút là sẽ biết cái giếng ngày xưa quay bằng tay đúng không? Đấy, quay bằng tay đấy anh chị. À, anh chị ạ. Đó. Cái nhà này ở tốt, không có vấn đề gì. Làm trò hay làm lán mà ở mà, không vấn đề gì đâu. Anh chị ạ. Kêu cái thằng xe bang và nó gạt cho, nó gạt nó đổ mấy xe đất rồi đổ đá mi vào đây ấy, nhìn nó đẹp ngay. Đấy. Đó, anh chị ạ, như thế không? Thật ra là chủ yếu là mình ăn nhau ở cái nhìn ra thôi, chứ không nhìn ra thì nhiều khi cũng khó đúng không ạ? Đấy. Đấy, tôi quay lại một lần nữa này. Cái bà 69 này có lý đấy anh chị ạ. Đây có lý đấy. Khen quá anh chị nhá, chửi tôi nha. Khen nhiều quá cũng bị chửi chứ không phải đùa đâu. À, ông bán đất mà ông khen quá. Đây. Nhưng mà nó như thế nào thì mình nói thật như vậy. Đó, xấu là nói đẹp không được, mà đẹp mà nói xấu không được, đúng không ạ? Đó. Thật ra không miếng đất nào ế cả, chẳng có ai ế đâu, không ai ế chồng ế vợ, đất cũng vậy. Chẳng ế đâu, chẳng qua là chưa kịp người phù hợp thôi, đúng không? Ông mà ví dụ ông mua đất này làm vườn thì nó phù hợp. Nhưng ông mà mua đất này làm kho làm xưởng thì điện đâu ra, đường đâu ra, đúng không ạ? Nó không phù hợp. Đấy, tôi ví dụ như vậy. Còn trên này là khu phân xào người ta này.
Đó, phun xào nó bán hết sạch. Đó, cái cột điện trên kìa. À, sao này, quay cho anh chị nha. Đây này, đó, chị nhìn thấy cột điện trên đấy. Đường này đường 26 mét nhá. Từ đây lên đường 26 150 mét. Đó, nó có 22 mét mà đường này, cộng thêm 100 mét mà đường này, 369. 369 này người ta đang bán là 2 tỷ 2 chị ha. Cái miếng này đầu tư được này, 2 tỷ 2. À, tuy nhiên là bà này ở đây có 3 miếng được nhá, chứ không phải 2 miếng, không phải miếng này không đâu nhá. Miếng này 2 tỷ 2 này. Còn cái miếng này là một mẫu 2 người ta đang bán 2 tỷ 8 này. Đó. À, anh chị mua miếng nào cũng được, hoặc là mua hết thì càng tốt, bà đang cần tiền mà. Anh chị nhá. Rồi. Thì một lần nữa tôi nhắc lại nhá, cái miếng anh chị đang xem đây là hai mặt đường, mặt này 100 mét, mặt này được thêm 20 mét nữa đi. Đó. Ấp Nam Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, giá bán là 2 tỷ 2, 2 tỷ 2 thương lượng anh chị nhá. 369 cao su. Thì anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho tôi thông qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm thêm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới cập nhật từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.